Hả? Quốc chủ đại nhân, vương nữ điện hạ xinh đẹp vô song, tiểu tử thực không xứng. Ta còn đang không vui đây, không ngờ lại bay ra cái vẻ chê bai đó. Đúng là sao lại có lý này? Dương công tử, chẳng lẽ nữ nhi của ta không xứng với ngươi, hay là vì nguyên nhân nào khác? Quốc chủ đại nhân, thứ lỗi, tiểu tử sớm đã có hôn phối, nên thực sự không dám mong cầu xa vời với vương nữ điện hạ. Dương công tử, việc chọn bạn đời không quan trọng ít nhiều, mà là ở việc quen biết, bên nhau giúp đỡ. Vậy cứ để San San ở bên cạnh công tử một thời gian đi, hai người cứ tìm hiểu nhau đi. À, chuyện này, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Dương công tử, tính cách San San ôn hòa hướng nội, nên công tử hãy chỉ bảo thêm. Đúng rồi, sáng sớm mai, hai người quay về bí cảnh đi, có San San chỉ hướng, chắc cũng thuận tiện hơn nhiều. Đa tạ quốc chủ đại nhân. Quốc chủ đại nhân, không biết trong Đông Xuyên bí cảnh có nơi nào có cơ duyên lớn không? Đương nhiên là Phong Thần Sơn rồi. Phong Thần Sơn, nghe có vẻ rất thú vị. Đúng là thứ quê mùa, đến Phong Thần Sơn cũng không biết. Rộng lớn như Đông Xuyên, có ai không biết Thần Sơn chứ? Mai để San San đưa công tử đi xem là sẽ biết. Ngày mai e rằng không được. Lần này thăm dò bí cảnh, ta cảm giác mình đã có đột phá, thế nên muốn bế quan một thời gian. Vậy thì chúc Dương công tử có tu vi thăng tiến nhé. San San, con dẫn Dương công tử với mật thất tu luyện của vương thất chúng ta đi. Đi theo ta. Sau khi đưa họ vào bí cảnh, người cũng vào trong luôn, ghi chép hết mọi hành động, lời nói lại, đừng để sơ sót. Vâng. Sau 3 tháng. Kaka. Tiểu Khuyết, lần này bế quan xong, ta đã lên võ trùng cảnh cửu trọng rồi. Nếu không phải vì ta còn muốn rèn giũa nền tảng, vậy thì bây giờ sớm đã lên thiên hợp cảnh rồi đấy. Tiểu Khuyết, bây giờ đệ ở cảnh giới nào rồi? Kaka, đệ cũng đột phá rồi, bây giờ là thiên hợp cảnh ngũ trọng. Cái gì? Thiên hợp cảnh ngũ trọng? Người, hai người, sao lại tăng tu vi nhanh như vậy? Ha ha ha, quen tay là được mà. Vương nữ điện hạ, trong khoảng thời gian hai huynh đệ bọn ta bế quan, trong bí cảnh không xảy ra chuyện gì chứ? Có, một vị thần tài duy nhất trong thần tài bảng của Đông Xuyên, tên là Phùng Viễn Trinh, sắp được chứng nhận phong thần ở Phong Thần Sơn rồi. Thần tài, có phải phô trương quá không? Kaka, trước kia chẳng phải chúng ta từng tới Thần Sơn sao? Vừa hay, đi mở mang tầm mắt. Được, vậy chúng ta đi thôi. Phong Thần Sơn. Kaka, chúng ta tới rồi. Tiểu Khuyết, đây mới là mục tiêu đầu tiên của chúng ta khi ra khỏi cực đông, phải chinh phục nó. Đúng là hai tên đần, có mỗi thế mà đã muốn chinh phục Phong Thần Sơn, đúng là không tự lượng sức mình. Go, go. Mì cũng muốn nổi danh phong thần ở Phong Thần Sơn à? Go, go, go. Được, có khí thế lắm. Go, đến chó mà họ nuôi cũng ngông cuồng như vậy nữa. Đúng là hết thuốc chữa. Đi. Phòng Viên Trinh. Đây chính là thần lực hồi âm tích, dùng chùy đá này đánh vào thần lực thạch bích sẽ tạo ra tiếng vọng lại 3 lần, như thế là có thể lưu danh ở trên thần lực hồi âm bích, sẽ trở thành thần thành. Đơn giản thế sao? Hả? Cái chùy đá này nặng tròn 5 vạn cân, các tu sĩ đỉnh cao thiên hợp cảnh bình thường còn không nhấc lên được. Hả? Hơi thở quen quá. Thứ không biết trời cao đất dày. Tiêu đại ca, bên này. Dương Trần huynh đệ, đừng lớn tiếng. Ngươi là ai? Phùng Thiếu, đây là bạn của ta, lần đầu tới Phong Thần Sơn, không biết đây là địa bàn của Phùng Thiếu, mong thứ lỗi cho. Không ngờ đệ nhất thần tài của Đông Xuyên lại có phẩm hạnh này. Tránh ra, ngươi chặn được rồi.